Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 226. Có thể tin hắn sao? Mục Vô Hạ rất nghi ngờ, nhưng nhìn thấy bộ dạng của hắn, vẫn còn do dự hỏi, Người có thể nói cho chậm biết, người đang tính toán điều gì không? Thẩm Tại giã mím môi, đứng lên, Gia hiệu cho hắn đi qua để nói chuyện riêng. Khương Đào Hoa đang tò mò không biết thầm tại giã đi đâu. Cả ngày hắn chưa trở về, cuối cùng nghe Thanh Đài nói, thừa tướng đã ra khỏi thành. Ra ngoài ư, Đào Hoa ngẩn ra một chút, tính toán thời gian, dường như cũng không sai lệch nhiều, chỉ thở dài, ra ngoài thì thôi. Có lẽ sẽ có vài ngày bình yên, đã có nhiều lợi ích, nàng cũng không thể yêu cầu thầm tại dã từ bỏ công kích triệu quốc trận chiến này sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Tiếng chiêng trống từ ngoài thành vọng vào, Khương Trường Quyết với vẻ mặt nghiêm trọng, cầm đầu khôi đứng trước Khương Đào Hoa nói, đại ngụy toàn lực tấn công, trận chiến sinh tử này phải đánh, nếu Trường Quyết thua, xin Hoàng Tỳ bảo trọng. Đào Hoa lo lắng, nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nói, dù thắng hay bại, người nhất định phải nhớ bảo toàn tính mạng của mình. Khương Trường Quyết cười đáp, nhưng lời này cũng không còn tác dụng, trên chiến trường đao kiếm vô tình ai biết liệu có thể sống sót trở về không chân trời một màu mờ nhạt đào hoa từ lầu cao trong cung nhìn ra xa chỉ nghe tiếng hét vang trời và tiếng móng ngựa dậm đất lần này thẩm tại giã thực sự hành động đại quân áp sát thành toàn lực tấn công chỉ trong vài ngày đã mở cổng thành kinh đô khi cổng thành vừa mở ra kinh đô cơ bản xem như đã thất thủ người khác có lẽ đã rút quân chạy thoát nhưng Khương Trường quyết lại cố chấp, dẫn quân chiến đấu trên đường phố, chờ viện quân đến, kéo dài cuộc chiến hai ngày, hợp lực với viện quân đóng lại cổng thành Kinh Đô. Trận chiến này khiến cả hai bên đều tổn thất nặng nề, rung động lòng người. Mở cổng thành không dễ, đóng lại càng khó, nhưng một khi đã đóng lại, sĩ khí của đại ngụy chắc chắn sẽ giảm sút. Toàn bộ kinh đô ngập tràn mùi máu, tiếng khóc than vang khắp nơi, Khương Đào Hoa lo lắng nhìn quanh, không kìm được lắc đầu thiên hạ này nếu có thể không đánh trận thì tốt biết mấy thành đài đứng sau lưng nàng nói không đánh trận làm sao bảo vệ quốc gia quốc gia ư đào hoa thở dài cuối cùng cũng chỉ là bảo vệ vương quyền của mình thôi ba quốc gia này đều là đồng tộc tổ tiên chia rẽ mới tạo nên thế chân vạc cái gọi là quốc gia vinh nhục trong ba nước này chỉ là sự tranh đấu của ba quân chủ trước đây nàng còn chấp niệm bảo vệ triệu quốc nhưng bây giờ nhìn cảnh chém giết khắp nơi không khỏi tự hỏi liệu mình có quá ích kỷ không nhưng nếu không giữ vững triệu quốc để nó trở thành nước phụ thuộc nghĩ thế nào cũng không nuốt trôi cơn giận này liệu có cách nào vẹn cả đôi đường không một trận chiến kéo dài nửa tháng cuối cùng hai bên ngừng chiến khương trường quyết toàn thân bị thương nhưng tinh thần rất tốt nằm trên giường nhìn nàng nói hoàng tỷ đại ngụy muốn phái sứ thần đến đàm phán hắn không để ai nghĩ rằng triệu quốc yếu đuối dễ bị bắt nạt dù binh lực không đủ hắn vẫn chắn giữ kinh đô khiến đại ngụy phải kiêng rè và chấp nhận đàm phán nhìn những vết thương trên người hắn đào hoa đau lòng gật đầu ngươi đã làm rất tốt hoàng tỉ nghĩ họ sẽ đòi điều kiện gì vui vẻ trong chốc lát khương trường quyết lại nhíu mày chắc là cắt đất hoặc cấp bạc Hắn chỉ có thể ngăn chặn tạm thời, nếu tiếp tục đánh, cả hai bên đều không có kết quả tốt, Triệu Quốc sẽ bị đánh bại, còn Đại Ngụy cũng tổn thất nặng nề. Nhưng không thể đồng ý những điều kiện quá thiệt thòi, nên các điều khoản cần phải nghiêm ngặt hơn. Ngừng chiến là chuyện tốt, đào hoa cười, tiền tài có thể kiếm lại, còn về đất đai, họ mới chiếm Ngô Quốc, chắc sẽ không muốn mở rộng thêm. Nhưng nếu họ thực sự muốn Người có thể nhường đất của Ngô Quốc theo minh ước. Được, Trường quyết gật đầu, nằm trên giường nhắm mắt lại, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Khi sứ thần đại Ngụy đến, thái độ rất tốt, đàm phán với sứ thần Triệu Quốc. Họ nói rằng chỉ cần Triệu Quốc nhường đất theo minh ước trước và đưa 10 vạn bạc trắng, sẽ ngừng chiến và đảm bảo trong vòng 5 năm không xâm phạm Triệu Quốc. Điều kiện này rất có lợi, thực sự là Triệu Quốc được lợi. Khương Trường Quyết nghe mà không tin, nhìn chằm chằm sứ thần hỏi, không có yêu cầu khác. Có, sứ thần nhìn Khương Đào Hoa một cái, thấp giọng nói, đại ngụy thừa tướng có yêu cầu, nếu hai nước đã hòa thuận, hãy đưa công chúa hòa thân trở lại để bày tỏ thành ý. Đào Hoa sững sờ, trong lòng bất ngờ rung động, như phát hiện ra điều gì. Nhìn chằm chằm sứ thần một lúc, nàng đứng dậy đi đến cửa cung điện. Bên ngoài yên tĩnh, cấm vệ làm nhiệm vụ, văn võ bá quan trong triều vẫn ở bên cạnh điện hậu. Toàn bộ triệu quốc dường như thuộc về trường quyết, thế lực của lữ thị biến mất gần hết, chiến hỏa vừa ngừng, mọi việc cần làm, tạo nên một chút hương vị thịnh thế. Đây có phải là kết quả thầm tại giã muốn không? Giúp đệ đệ nàng lên môi, dọn sạch sư đảng trong triều, áp chế ngoại lực, khiến triệu quốc đoàn kết chưa từng có, cũng giúp trường quyết giành được uy tín và danh vọng hắn chắc chắn nghĩ vậy, nàng không nhận ra điều này, cứ tưởng rằng hắn muốn giúp mục vô hạ thống nhất thiên hạ, chiếm đoạt đất nước của nàng. Hoàng tỷ, trường quyết lo lắng đến gần nàng, nếu ngươi không muốn trở về, vậy ta. Chuẩn bị xe ngựa cho ta, đào hoa cười, nhưng đầu nhìn hắn nói, ta cũng nên đi tìm tỷ phu của ngươi. Khương trường quyết sững sờ, ngây người sờ đầu, hắn không hiểu hoàng tỷ của mình và thẩm tại dã rốt cuộc thế nào, lúc trước là kẻ thù sau đó lại có thể không có khúc mắc và có thể lại trở thành kẻ thù người thật lòng sao hắn lo lắng nói nếu chỉ vì triệu quốc không cần thiết không phải đào hoa nghiêm túc nhìn hắn nói lần này là vì chính mình người kia miệng cứng rắn nhưng tâm mềm yếu hoàng tỷ của ngươi thiếu hắn nhiều phải đi trả trường quyết không hiểu rõ những lời này nhưng nhìn ánh mắt chân thành của nàng hắn vẫn sai người chuẩn bị xe ngựa, trước đưa nàng đến thẩm tại giã. Cửa thành mở nửa, thẩm tại giã cưỡi ngựa chờ bên ngoài, thấy xe ngựa ra, mặt không có phản ứng, chỉ xuống ngựa, tiến lên ôm nàng ra. Ra, đào hoa cười, ôm cổ hắn, ngài nhớ thiếp lắm sao? Thế nhưng đồi núi sông tốt đẹp thế này. Hừ nhẹ một tiếng, thầm tại giã nghiêm mặt nói, trước mặt tam quân, người nghiêm túc một chút, bây giờ ngươi chỉ là sợi dây liên kết hữu hảo giữa hai nước thôi. chương 227 Đào hoa giữ im lặng, nằm gọn trong khuỷu tay của hắn, thể hiện sự ràng buộc. Ánh mắt lóe lên một nụ cười, thầm tại giã đặt nàng xuống và dẫn nàng tới trước mặt mục vô hạ. Bệ hạ, sứ thần đại ngụy chắp tay trình bày minh ước triệu quốc đã đồng ý các yêu cầu. Rất tốt, mục vô hạ ngồi trên lưng ngựa, Nghiêm túc quay đầu hỏi những người phía sau, các vị ái khanh còn có ý kiến gì không? Mình ước đã được ký kết, còn có thể có ý kiến gì nữa? Các tướng lĩnh đều lựa chọn im lặng, ban đầu họ nghĩ rằng đánh bại Triệu quốc sẽ rất dễ dàng, nhưng sau nửa tháng kịch chiến, họ mới nhận ra để đánh bại nơi này, đại ngụy cũng phải bỏ ra rất nhiều nhân lực và vật lực, không xứng đáng với lợi ích đạt được. Hiện tại, Ngô quốc đã hoàn toàn nhập vào đại ngụy họ đã có được phần thưởng xứng đáng, còn triệu quốc nhỏ bé này. Để hắn tĩnh dưỡng vài năm thì có gì to tát đâu. Nhưng họ không biết rằng, triệu quốc khó đánh bại như vậy là vì trong doanh trại dẫn đầu có tâm phúc của thẩm tại giã, chiến lược và kế hoạch của họ đã bị tiết lộ cho triệu quốc. Đương nhiên, đây là bí mật giữa thẩm tại giã và Khương Trường Quyết, người khác không biết được. Các tướng lĩnh đại ngụy có cảm giác tự hào và cho rằng việc chiếm lấy triệu quốc nhỏ bé không phải là chuyện khó, nên nhất định kiên trì muốn chiến. Cưỡng chế ngăn cản sẽ dẫn đến tranh cãi, thẩm tại giã đành nhường họ công thành. Sau khi công thành xong, họ tự biết rõ trong lòng. Đại ngụy đế vương và thừa tướng liếc nhìn nhau, cả hai khẽ gật đầu. Thẩm tại giã kéo khương đào hoa lên ngựa, chậm rãi chuẩn bị trở về và nhổ chạy họ không phải là thiên vị. Thực tế, họ đều cảm thấy để triệu quốc bên cạnh tĩnh dưỡng vài năm cũng không phải là điều xấu. Dù sao trong lúc tình thế không yên ổn, nếu không ngoài lo. Tất cả những điều này chỉ là cách cớ. Nguyên nhân chính là thời gian không còn nhiều. Tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì. Thẩm tại giá thật sự không muốn người trong lòng hắn hận hắn. Trong lòng hắn, quan trọng nhất là gia quốc thiên hạ. Nhưng khi người bên cạnh sắp không còn, Giang Sơn vạn dặm còn có ý nghĩa gì? Chúng ta phải về đại ngụy sao?" Đào Hoa hỏi hắn. Thẩm Tại ra ôm nàng, giọng nói đột nhiên trở nên ôn nhu, "Ngươi muốn đi đâu cũng được." "Hả?" Đào Hoa nhìn hắn một cách khó hiểu, nói, "Ta muốn đi Nguyệt Cung." Hắn đang thâm tình khẩn thiết nói lời tâm tình, nàng lại không thể phối hợp chút nào. "Muốn đi Nguyệt Cung thì đi thế nào?" Ném nàng lên đó. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ôm nàng từ phía sau, tay đặt lên bụng hơi nhô ra của nàng ánh mắt hiện lên chút thương xót, nhưng nhanh chóng qua đi. Nhổ chạy lên đường mất chút thời gian, hắn nói ngươi có thể nhân cơ hội này cùng sư phụ và trường quyết nói lời từ biệt, sau đó đi cùng ta. Chàng không, nói đi đâu cũng được sao, đào hoa nháy mắt vậy tại sao chúng ta không thể ở lại triệu quốc. Khẽ nhíu mày, thầm tại giã hỏi nàng ngươi muốn ở lại đây giúp hoàng đệ của ngươi thống trị quốc gia, rồi để hắn không học được gì sao. Đào Hoa cười gượng hai tiếng thiếp, không có bản lĩnh cao như vậy. Người hãy nghĩ cho chính mình, thẩm tại giã nhìn nàng thật sâu sống cuộc đời của mình, du sơn ngoạn thủy cũng tốt, sống phong túng cũng được, hãy để người tự vui vẻ một chút. Nghe những lời này, có lẽ mạng của nàng thật sự không còn dài. Đào Hoa rủ mắt xuống, khẽ cười đáp lại hắn, được. Vây lộng lẫy xiên hào. Ngày hôm nay trước khi đi, Khương Trường quyết tự mình ra khỏi thành để tiễn. Đào Hoa ngồi trên càng xe nhìn quanh, hỏi hắn sư phụ đâu. Sư phụ nói, hắn không cần cùng ngươi nói lời từ biệt. Trường quyết đáp hắn muốn gặp ngươi lúc nào cũng được, nên ngươi không cần phải lo lắng về hắn. Lời này nàng nghe rất quen, Đào Hoa cười hắn luôn như vậy, lần trước tiễn ta xuất giá cũng không đến, mà thôi, rồi cũng sẽ gặp lại. Khương Trường quyết gật đầu, nhìn nàng lên xe ngựa, rồi lại nhìn sang thẩm tại giã đứng bên cạnh. Chúc một đường đi tốt. Thẩm tại giã gật đầu, đang chuẩn bị lên xe, lại nghe thấy hắn nhẹ nhàng gọi tỷ phu. Dừng lại một chút, thẩm tại giã mỉm cười, quay đầu lại chắp tay với hắn, rồi vào trong xe. Đào hoa vén rèm cửa sổ xe nhìn ra ngoài, đội ngũ đại ngụy rất dài, từ ngoại ô triệu quốc lan tràn đến cửa thành, xa xa có nhiều cây đại thụ trên một thân cây, có một người mặc hồng y với đầu tóc trắng đứng đó nói không tiễn không phải là đang đứng đó sao đào hoa cười phất tay về phía thân ảnh đó rồi lùi vào trong xe chuẩn bị lên đường thiên bách mi lặng lẽ nhìn đoàn người dài lên đường tóc trắng tung bay che khuất mặt hắn dưới mái tóc bạc đó là vẻ mặt gì không ai thấy rõ mỗi người đều có nơi cần đến nàng chọn trở về bên cạnh thầm tại giã hắn cũng nên tiếp tục lên trường Bạch Sơn tìm thuốc. Kiếp này nếu có cơ hội, nói không chừng còn có thể gặp lại. Hắn thực ra là người rất ích kỷ, nếu có thể, đoạn đường cuối cùng này, hắn rất muốn giữ nàng bên cạnh mình, cùng nàng đi hết. Nhưng, tiểu gia hòa kia, rõ ràng là đã động lòng với thẩm tại giã, hắn có giữ cũng không có ý nghĩa gì. Trước kia khi dạy nàng mỹ thuật, hắn thường nói, Tầng thứ nhất của mỹ thuật khiến người ta ghi nhớ, tầng thứ hai làm người ta ái mộ, còn tầng cao nhất có thể khiến người ta suốt đời vì ngươi mà làm bất cứ điều gì. Khi đó tiểu tử rất kinh ngạc, liên tục hỏi hắn làm thế nào để đạt được tầng cao nhất. Hắn không thể dạy nàng, vì tầng cao nhất đó không phải là nhiếp hồn thuật có thể làm được, phải khiến người đó yêu mình thì mới có thể khiến hắn suốt đời vì nàng mà làm mọi việc. Nàng làm được, lợi hại hơn cả hắn sư phụ của nàng, mà hắn, cả đời này cũng không đến được cảnh giới đó. Tiểu tử trong lòng chưa bao giờ đặt hắn vào vị trí. Lắc tay áo, thiên bách mi nhẹ nhàng bay lên trời, ẩn mình vào kinh đô triệu quốc. Trên xe ngựa, đào hoa trầm mặc một lúc rồi lại hoạt bát đứng lên, nhìn thầm tại giá hỏi đại ngụy thực sự không công kích triệu quốc nữa sao? Ừ, thầm tại giá gật đầu trong vòng 5 năm cũng sẽ không vậy là tốt rồi đào hoa cười híp mắt nói vậy chúng ta có thể trở về sống như trước kia được không người muốn trở về tướng phủ thẩm tại giã hỏi nếu không thì còn đi đâu đào hoa nói chỗ đó không phải của chàng sao chỗ đó chỉ là phủ đệ của ta thẩm tại giã liếc nhìn nàng huống chi bên trong có rất nhiều người nhàn tạp ta muốn tự yến quy trở về để xử lý khẽ nhíu mày đào hoa cuối cùng mở miệng hỏi từ trước tới giờ Tử Yến Quy luôn lừa dối ngươi sao? Thẩm Tại giã lạnh lùng nhìn nàng ngươi không thể nói huyền truyền hơn sao? Khương Đào Hoa rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi nói từ trước tới giờ, Tử Yến Quy đều đang ngủ với cơ thiếp của ngươi sao? Thẩm Tại Dã, ta và hắn chỉ là theo nhu cầu. Hắn quay đầu nói sau khi bắt được Ngô Quốc, những người trong phủ thừa tướng đều trở nên vô dụng, sau khi trở về, ta sẽ giao hết cho Tử Yến Quy xử lý. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 228. Đào Hoa không nói gì, chống cằm nhìn hắn. Thẩm Tại dã mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn chút chột dạ, ngươi có cảm thấy ta vô tình không? Ừ, Đào Hoa nhớn mày, vì sao vô tình? Những người đó dù sao cũng là thiếp trên danh nghĩa của ta, ta lại đối xử với các nàng như vậy. Không nhịn được liếc nhìn nàng một cái, Thẩm Tại dã nói, người sẽ không cảm thấy ta là người xấu chứ không hiểu sao liếc nhìn nàng một cái đào hoa nói ra khi nào là người tốt khương đào hoa thẩm tại giã không vui nói ta đang nói nghiêm túc với ngươi thiếp cũng đang nói nghiêm túc đào hoa cười ra từ hại người bằng thủ đoạn hay thái độ nhìn người đều không phải là người tốt mấp máy môi thẩm tại giã hừ lạnh ta không phải người tốt vậy ngươi vẫn cam tâm tình nguyện theo ta thiếp đi cùng gia, không vì lý do gì khác, là vì gia cuối cùng vẫn đối xử tốt với thiếp, để thiếp trong lòng. Đào hoa cười ngọt ngào, mọi người đều ích kỷ, thiếp cũng ích kỷ, gia đối xử không tốt với người khác thì liên quan gì đến thiếp. Tốt với thiếp là được. Thời gian của nàng không còn nhiều, làm sao có lòng từ bi đi đồng tình với các nữ nhân khác. Huống chi những người ở hậu viện của tướng phủ, cùng thầm tại giã cũng chỉ là theo nhu cầu chưa chắc có ai đối với hắn thật lòng nghĩ như vậy việc bữa tiệc tan cũng là nên trách nhiệm đối với các nàng đúng ra là của tử yến quy điều này có phải thẩm tại giã đã tính toán từ sớm rồi hít sâu một hơi thẩm tại giã bật cười đưa tay ôm nàng vào lòng cúi đầu nói ta tưởng rằng tưởng rằng nàng sẽ trách hắn qua máu lạnh sau đó nghĩ hắn có thể về sau cũng sẽ đối với nàng máu lạnh như vậy cuối cùng sẽ sinh hiềm khích, không ngờ. Đừng tưởng bậy, Khương Đào Hoa bĩu môi, đưa tay ôm eo hắn nói, thiếp và gia đều giống nhau, đều không phải là người tốt, không cần làm những việc hiên ngang lẫm liệt gì đó. Gia muốn thiếp sống tốt thì bản thân ngài cũng phải sống tốt trước. Nếu không, thiếp bên cạnh luôn thấy ngài mặt mày ủ rũ, ảnh hưởng đến tâm trạng của thiếp lắm. Đưa tay nheo nheo chóp mũi nàng, thầm tại giã nhẹ nhàng đáp, được đào hoa nhắm mắt cảm thấy hắn đáp một tiếng này hơn phân nửa là qua loa nhưng không ngờ sau khi hắn đáp xe ngựa của họ chuyển hướng rời khỏi đoàn xe dài chuyện gì vậy hoảng hốt đào hoa vội vén rèm xe lên nhìn bên ngoài người lái xe là trạm lô và thanh đài phía trước là rừng rậm xanh um tươi tốt phía sau đoàn xe vẫn tiếp tục đi như không có chuyện gì giống như đã sắp xếp từ trước quay lại nhìn thầm tại giã Đào Hoa hỏi, "Ngài tính toán đến đâu rồi?" "Thích đào hoa không?" Thẩm tại Dã không đáp mà hỏi lại. Đào Hoa sững sờ, suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Hoa nở rực rỡ, người phía sau cười, ôm nàng vào lòng để giảm bớt sự lắc lư, sau đó nói, "Ta cũng thích." Đỏ mặt, Đào Hoa ấp úng vài tiếng, nhưng cảm thấy tim đập thình thịch. Ngốc tử, hắn rõ ràng nói là mùa xuân hoa đào nở, nàng động tâm cái gì chứ? rời khỏi đoàn xe, xe ngựa đi vào chậm hơn nhiều. Một chuyến bốn người, gặp phong cảnh đẹp tuyệt trần thì dừng lại nghỉ chân. Đứng trên một tảng đá lớn, dựa vào người phía sau, đào hoa nhìn mình trong bộ dạng giả làm dân thường, lại nhìn thầm tại giã trong chiếc áo choàng màu đen, không nhịn được nói, sao lại có cảm giác như chúng ta muốn quy ẩn rừng núi vậy. Người không vui sao, thầm tại giã nhớn mày. Đào hoa lắc đầu, không phải không vui, tiếp chỉ lo nghĩ cho gia thôi. Nhiều việc như vậy, gia có thể thật sự buông tay mặc kệ sao? Có liên quan gì đến ta? Thẩm tại giã hạ mắt, vẻ mặt bình tĩnh nói, bệ hạ đã có thể tự mình đảm đương một phía, dù ta không có ở đây, trong chiều cũng có người giúp hắn. Vậy, liếc hắn một cái, đào hoa hỏi, chuyện của mô quốc thì sao? Thở dài, thẩm tại giã nhau nhau mặt nàng, hiện tại không có gì cần giấu. Người muốn biết gì cứ hỏi, ta sẽ trả lời. Vấn đề này nàng đã muốn hỏi từ lâu, không biết sao hắn liên tục không để nàng hỏi. Đào hoa cười, đưa tay vào trong áo hắn mò, thẩm tại giã cứng người, ánh mắt khẽ động, ngươi làm gì vậy? Không để ý hắn, đào hoa tập trung tìm kiếm, cuối cùng rút ra một mảnh khăn tay. Trăm xuân hoa, tập tục mua quốc, nam tử vào mùa xuân sẽ mang trăm xuân hoa trên người, cầu một năm bình an. Đào hoa liếc hắn nói, ra quả nhiên là người ngô quốc. Người đã sớm biết, thẩm tại giã nhớn mày. Dấu vết để lại quá nhiều, thiếp không phát hiện ra thì chính là kẻ ngốc. Đào hoa quay đầu nhìn phong cảnh đẹp trước mặt, thở dài, đáng thương cho văn võ bá quan đại ngụy, đến nay vẫn bị ngài và bệ hạ che giấu. Thiên hạ này, có nhiều cách để nắm giữ, thẩm tại giã nhàn nhạt nhìn xa xăm, vương quyền đấu tranh, từ trước đến nay không cần đạo lý và chính nghĩa, có thể cho dân chúng một thế lực, chính là minh quân, đó là quan điểm của ta. Cho nên ra không có cách nào lưu danh trăm đời, Khương Đào Hoa nói, thiếp sẽ theo ngài chịu tiếng xấu muôn đời cũng tốt. Khẽ cười, thầm tại giã đặt cầm lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Gió xuân thổi qua, thời tiết bắt đầu ấm áp hơn. Khi lên đường lần nữa, đào hoa suýt phát độc, may mà thanh đài phát hiện không ổn vội cho nàng uống giải dược lại cho uống tiếp thuốc giữ thai nằm trong lòng thẩm tại giã đào hoa nhíu mày tháng này sao lại tới sớm hơn thanh đài mắt đỏ nói ngài quá mệt mỏi thẩm tại giã trong lòng đau nhói cắn răng ôm nàng không nói gì đào hoa đưa tay ôm cổ hắn cười nhẹ chưa chết đâu các ngươi làm gì mà lo lắng hừ hừ thanh đài lắc đầu liên tục chủ tử đừng nói điều không tốt lành. Được, không nói nữa, buông thầm tại dã ra, đào hoa hỏi, còn xa không mới tới nơi. Còn ba ngày nữa là đến biên giới đại ngụy, thanh đài nói, chạy thêm hai ngày nữa, ngài có thể nghỉ ngơi tốt. Đào hoa gật đầu, đang định nói tiếp tục lên đường, thầm tại dã nói, phía trước tìm một tòa nhà nghỉ ngơi, thân thể nàng chịu không nổi. Dạ, thanh đài đáp, cùng chạm lô tiếp tục lái xe vì nàng sắc mặt tái nhợt trong xe yên tĩnh rất lâu không ai nói khương đào hoa không chịu nổi sự cô đơn đứng lên nhéo nhéo mặt thầm tại giã ra cười một cái miễn cưỡng nhếch môi cười thầm tại giã bắt lấy tay nàng từ từ nắm trong tay mình cảm giác được tâm tình hắn không tốt đào hoa hôn lên má hắn một cái lại hôn lên chán hắn không phải mới nói sẽ sống tốt hơn sao cuộc sống này có ngài luôn cau mày có thể trôi qua tốt sao? thở nhẹ một tiếng, thầm tại giã cười, ôm nàng vào lòng, người ngủ một lát đi. đến nơi ta gọi. được đào hoa gật đầu, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn ngủ. xung quanh mười dặm chỉ có một trấn nhỏ, trong trấn không có gì là trạch viện, chỉ có một tòa nhà lớn trông khá tốt. thanh đài tiến lên gõ cửa, mở cửa là một phụ nhân nhu nhược. nghe nói có thai phụ cần nghỉ ngơi, vội vàng nhường đường. Nhưng khi đào hoa và thầm tại dã xuống xe, vừa nhìn thấy mặt phụ nhân kia, liền trợn tròn mắt. Thái tử phi, lệ thị ngẩn người, sưng hô này đã rất lâu chưa nghe thấy, vừa thấy mặt Khương đào hoa, cả người chấn động, vô thức lùi về sau hai bước. Sao vậy, trong nhà có người hỏi, không thấy ai trả lời, liền tự mình đi ra nhìn. Một thân áo bảo trắng đơn giản, mặt mày ôn hòa, đúng là thái tử trước đây mục vô ngân khương đào hoa cảm thấy ra đầu tê giải nhìn thẩm tại giã mồ hôi lạnh trên người đều đổ ra sao lại khéo như vậy đúng lúc đến nơi này thẩm tại giã chắc còn chưa biết nàng đã cứu thái tử và thái tử phi nếu bây giờ chuyện này bại lộ đã lâu thẩm tại giã đỡ đào hoa nhìn người đó cười nói đã lâu không gặp mục vô ngân hoảng hồn vô thức đưa lệ thị ra sau lưng lệ thị sững sờ nhìn hắn một cái ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Các ngươi sao lại tìm đến nơi này? Mục vô ngân mím môi hỏi. Đào hoa đưa tay bưng kín mắt thầm tại dã, rồi nói, chúng ta chỉ là vô tình gặp phải trong mơ, đi ngay thôi. Giờ khóc giờ cười bắt lấy tay nàng, thầm tại giã nói, người muốn ngăn cản cũng nên sớm một chút, bây giờ ta đã nhìn thấy hết, còn gì để che giấu. Mục vô ngân nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nổi, trước mặt hai người kia, một người muốn giết hắn, một người kêu hắn cùng lệ thị, bây giờ lại cùng xuất hiện trước mặt hắn, là ý gì đây? Người có điều gì muốn nói với ta không? Thẩm tại giã nhìn đào hoa hỏi. Đào hoa cười gượng hai tiếng, nói, ra nhìn thấy thế này, thái tử không chết, chỉ sống cuộc sống bình thường, vậy cũng không sao chứ. Hừ nhẹ một tiếng, thầm tại giã quay đầu nhìn mục vô ngân, ánh mắt sâu lắng nói, có thể sống cuộc sống thường dân, đích thực là chuyện tốt. Mục vô ngân sắc mặt hơi tái. Ban đầu hắn không cam lòng, nhưng đến nơi này, lệ thị liên tục khuyên hắn an tâm sống qua ngày, người có thể giúp hắn cũng đã đoạn liên lạc, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quên chuyện cũ, làm người bình dân. Bây giờ gặp lại thẩm tại dã, hắn vẫn còn chút hận ý. Nhưng khi nhìn thấy bụng khương đào hoa, hắn nhíu mày, người mang thai. rõ ràng vậy sao? đào hoa cúi đầu nhìn mình rồi đáp đúng vậy đang gấp rút lên đường nghĩ tìm nơi nghỉ ngơi không biết sao lại tới đây vào đi mục vô ngân nói đừng đứng ngoài lệ thị dừng lại cúi mắt đi chuẩn bị nước trà đào hoa kéo ống tay áo thầm tại giã do dự một lát rồi đi theo vào viện này là mục vô ngân mua cho đào hoa trước đây trông rất lớn nhưng không có người làm mọi việc đều do lệ thị làm lệ thị cũng thay đổi nhiều, không còn cay nghiệt như trước, trông ôn nhu và hiền lành hơn. chương 229 Đào Hoa lo lắng liệu lệ thị có còn ghi hận nàng không, dù sao thì nàng cũng từng hận đến mức muốn giết Đào Hoa. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Đào Hoa nhận thấy trong mắt lệ thị không có hận thù, mà chỉ có sự đau khổ và bất đắc dĩ. Lệ thị chỉ lớn hơn Đào Hoa vài tuổi, nhưng trông có vẻ già hơn rất nhiều, giữa lông mày hiện rõ sự đau khổ không thể tả. Có phải cuộc sống quá khó khăn không? Đào hoa vô thức nhìn quanh phòng, cô nhận thấy rằng các đồ trang trí trong phòng đều là tinh phẩm thượng hạng, không có vẻ gì là thiếu thốn. Lệ thị đặt chén trà xuống và khẽ cúi chào mọi người, sau đó lui ra ngoài. Mục vô ngân nhìn nàng, rồi quay lại nói với hai người, nghe nói đại ngụy đang công kích, hai người các ngươi vẫn có thể bình tĩnh ở cùng nhau thật là khiến ta khâm phục. Thẩm tại giã nhìn hắn và nói, Điện Hạ có thể bình tĩnh đối mặt với vợ chồng ta như vậy, cũng khiến thẩm mộ khâm phục. Tưởng rằng hắn sẽ còn nhiều không cam lòng và hận thù. Đối với Khương Đào Hoa có thể là yêu hận lẫn lộn, nhưng sau hơn nửa năm không gặp, Mục Vô Ngân dường như đã thay đổi, trở nên ôn hòa và trầm tĩnh hơn, trong mắt cũng không còn vẻ ngạo mạn và không kiềm chế được. Phải chăng hắn đã buông bỏ mọi chuyện cũ mục vô ngân liếc nhìn bụng khương đào hoa và nói đến giờ này ta có cố gắng thế nào cũng vô ích sao không buông bỏ chút trong lòng nàng từ trước đến nay chỉ có ngươi đối với ta coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu không có nàng mình và lệ thị đã không thể sống sót và hắn cũng sẽ không có được những ngày bình yên như hôm nay dù đôi lúc hoài niệm cảm giác cao sang nhưng giờ đây sống trong một ngôi nhà chỉ hai người cũng là thanh tịnh tự tại mở cửa hàng và để người khác quản lý có nguồn ngân lượng cũng không phải lo chết đói so với trong cung đầy mưu mô lừa lọc đây có thể xem là một cuộc sống tự do đào hoa nhẹ nhàng thở phào điện hạ có thể nghĩ vậy quãng đời còn lại sẽ an ổn không lo lần này ta sẽ nghe lời ngươi mục vô ngân cười khẽ trước kia không nghe chịu thiệt thòi tổn hại bất lợi cũng quá lớn đào hoa cười theo hắn nhìn vào ánh mắt của hắn cũng biết người này đã không còn hận mình nữa bọn họ có thể an tâm ở lại đây hai ngày trong ngôi nhà này cái gì cũng không nhiều nhưng phòng thì lại nhiều mục vô ngân nói các ngươi cần nghỉ ngơi ta sẽ để lệ thị chuẩn bị vài phòng nói rồi hắn vẫn có chút lo lắng nhìn thẩm tại giã hiện giờ ta đã là bình dân thừa tướng sẽ không còn muốn tính kế ta nữa chứ điện hạ yên tâm thẩm tại giã nói Thẩm mộ lúc trước chỉ là giúp điện hạ rời đi vị trí không phù hợp mà thôi. Hiện giờ điện hạ sống an ổn, thẩm mộ sao còn làm khó. Nhìn vẻ mặt không biết xấu hổ này, đoạt thái tử vị của người ta mà cũng nói được như vậy. Đào hoa thầm oán hai. Thiếp còn một vấn đề muốn hỏi. Trên đường đi, đào hoa đột nhiên nhìn người bên cạnh và nói. Ra thật sự không biết thiếp đã sắp xếp đường lui cho thái tử sao? Lúc ấy thiếp nghĩ không có gì sai, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, thấy mục vô ngân không hề kích động, vậy thì có thể hắn đã biết tin từ sớm. Nhưng kỳ lạ là, với tính cách chảm thảo trừ căn của hắn, tại sao lại không phái người đến ám sát? Thẩm tại giá mím môi, không trả lời mà hỏi lại, ngươi tại sao phải sắp xếp đường lui cho hắn? Vì hắn có ơn với ngươi. Đào hoa dừng lại, chớp mắt vài lần, do dự rất lâu mới nói, có ơn là một phần, còn có chút tư tâm a à, thẩm tại giã dừng bước ánh mắt trầm lặng nhìn nàng đưa tay chống vào tường bên cạnh vây nàng trong vòng tay tư tâm gì nói nghe một chút đào hoa ho nhẹ hai tiếng có chút ngại ngùng nói ra đừng nghĩ thiếp ngu xuẩn lúc ấy thiếp nghĩ ra tội nhiệt quá nhiều có thể giúp ra tích lũy chút phúc báo cũng tốt ngực khẽ rung động ánh mắt thầm tại giã trong nháy mắt trở nên nhu hòa lấp lánh như ánh sao nhìn nàng và nói đây không phải là ngu xuẩn, ngươi làm rất tốt. Vậy ra tại sao lại buông tha hắn? Không cần hỏi vấn đề trước, hỏi lý do này mới là quan trọng. Thẩm tại giã thu tay lại, kéo nàng tiếp tục đi về phía trước, thản nhiên nói, vì ngươi thiếu hắn ơn, không trả thì lòng bất an, mà ta lúc đó thiếu ngươi, nghĩ để ngươi an tâm nên buông tha hắn. Lời nói nghe đường hoàng, nhưng thực ra trầm đại gia không muốn nàng thiếu ân tình của người đàn ông khác, sau đó nhớ mãi một đời đào hoa cảm động gật đầu ra hóa ra vẫn có lương tâm vừa cảm thấy cảm động bị nàng nói một câu lại trở nên giận người có thể nói dễ nghe hơn không cái gì gọi là hóa ra vẫn có lương tâm cảm tình trong lòng nàng là mình không có lương tâm sao đào hoa rụt cổ suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cách nói dễ nghe hơn nhìn thấy thẩm tại giã vừa giận vừa buồn cười hắn liền ôm nàng lên khiến nàng kêu lên kinh hãi hai người đùa giỡn một lúc đi thêm vài bước lại gặp lệ thị đoàn người đi theo thấy họ như vậy lệ thị sợ hết hồn trong ấn tượng của nàng thẩm tại giã là người bí hiểm nói chuyện với hắn có chút đáng sợ không ngờ rằng hắn có thể có mặt này gian phòng đã chuẩn bị xong lệ thị cúi mắt và nói mời đi theo ta đào hoa vỗ nhẹ vào thẩm tại giã ra hiệu hắn thả nàng xuống vài bước đuổi theo lệ thị, tò mò hỏi, ngôi nhà lớn như vậy, sao không thuê thêm đầy tớ? Tất cả đều là ngươi tự mình làm. Lệ thị liếc nhìn nàng và nói, ta cảm thấy rất tốt, có việc làm thì ngày không nhàm chán. Thực ra, nếu có đầy tớ làm hết mọi việc, mục vô ngân sẽ không để ý đến nàng, không có đầy tớ thì tốt hơn, hắn ăn cơm, mặc quần áo, làm gì cũng do nàng hầu hạ, mỗi ngày gặp nhau nhiều hơn, có khi nào đó sẽ thực sự yêu nàng. Nàng không sợ cùng hắn chết, cũng muốn cùng hắn sống tốt qua ngày, nếu đã sống sót, nàng hy vọng hắn có thể nhìn nhận bản thân và thích nàng. Ai ngờ, số phận trêu ngươi, ở đây lại gặp Khương Đào Hoa. Người này là kiếp nạn của Mục Vô Ngân, nàng tưởng rằng hắn có thể trốn thoát, không ngờ vẫn không tránh được. Nàng đáng lẽ phải rất ghét người này, nhưng mạng hắn là nàng cứu dù có ghét cũng không đành hiện tại nàng chỉ có cảm giác bất lực làm gì cũng không thắng được nữ nhân này vậy à đào hoa gật đầu hai ngày này để thanh đài giúp đỡ chút ngươi không cần quá để ý đến chúng ta tiếp tục cùng điện họa sống như bình thường là được lệ thị nhìn nàng với ánh mắt phức tạp gật đầu dẫn họ đến phòng rồi xoay người rời đi ra ngài có phát hiện ra một vấn đề không ngồi xuống ghế Đào Hoa với vẻ mặt tò mò kéo tay áo hắn và nói: "Lệ thị và thái tử có vẻ kỳ lạ." Chương 230. Thẩm Tại Dã không vui liếc nhìn nàng một cái, trước lấy thuốc ra, rồi nhận nước từ thanh đài đưa tới, tiếp tục đút cho nàng uống, sau đó mới nói: "Người ta có việc, có liên quan gì đến ngươi? Chúng ta chỉ đang nghỉ chân ở đây thôi." Đào Hoa nheo mắt, sờ sờ cái cằm rồi nói: "Ngài đừng lạnh lùng như vậy, đường xá chẳng thú vị gì cả." thật khó khăn mới gặp chuyện thú vị, ra cùng thiếp đánh cược được không? Cược gì? Thẩm tại giã bất đắc dĩ hỏi. Cược xem thái tử có tình cảm gì với lệ thị như thế nào? Đào hoa cười khúc khích nói, người thua sẽ phải đưa 10 lượng bạc. Thẩm tại giã tức giận hừ một tiếng rồi nói, người lo chuyện người khác đã đành, có thể cược gì thú vị hơn không? 10 lượng bạc có ích lợi gì? Đây chẳng phải là một cược nhỏ vui vẻ sao? Đào Hoa nhếch miệng nói, vậy cược một yêu cầu, ai thua phải làm theo yêu cầu đó. Được, thẩm tại giã gật đầu, người nghĩ thái tử có tình cảm gì với lệ thị. Đào Hoa hí mắt nói, thích. Vậy ta cược không thích, thẩm tại giã nói, thái tử và lệ thị đã ở cùng nhau nhiều năm như vậy, không nói đến việc có thích hay không. Đó chắc chắn đã là một thói quen, không rời bỏ nàng, nhưng cũng chưa chắc đặt nàng trong lòng nam nhân dù sao cũng hiểu rõ nam nhân như mục vô ngân trước kia đối với đào hoa sâu đậm như vậy cũng biết rằng lòng hắn trống rỗng đưa đào hoa vào liền cảm thấy đầy đủ ở đâu còn có chỗ cho lệ thị đôi mắt đào hoa quay tròn như mắt chuột nhỏ cười gian trá nói vậy quyết định vậy đi hai ngày này không có việc gì làm chúng ta có thể quan sát một chút người thật là không coi trọng bản thân thẩm tại giã mang nàng đến giường đắp kín chân chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, bụng không đau rồi nói sau. Đào hoa nháy mắt mấy cái, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Trong bình thuốc của nàng chỉ còn 10 viên, cũng không biết vận mệnh của đứa nhỏ này sẽ ra sao, không tranh thủ lúc còn sống để nó nhìn thấy nhiều điều của nhân gian, khi xuống đất, nó sẽ trách nàng thì sao? Thẩm tại dã đoán đúng, lệ thị đã theo bên cạnh mục vô ngân nhiều năm, nhưng không hề thân thiết với hắn, ngay cả đêm tân hôn, vì nàng quá khẩn trương làm hắn không hài lòng, sau đó cũng không còn sùng ái nàng. Đối với mục vô ngân, lệ thị chỉ là một người quản lý hậu viện, không phải thê tử của hắn. Thế lực sau lưng nàng có thể giúp hắn, nhưng bản thân nàng, hắn không thích. So với loại phụ nữ cứng nhắc và nghiêm khắc như nàng, nam nhân thường thích hương đào hoa với phong thái mềm mại và đáng yêu. Vì vậy, lúc đó Mục Vô Ngân đã nghĩ nếu có cơ hội, sẽ để đào hoa thay thế lệ thị. Nhưng không ngờ rằng, sau một thời gian phồn thịnh, người cuối cùng ở bên cạnh hắn vẫn chỉ có lệ thị. Mục vô ngân cảm thấy kỳ lạ, hắn vẫn còn không cam lòng, sao lệ thị lại không chút oán hận. Vậy mà nàng vẫn cam tâm tình nguyện theo sát hắn, sống ẩn cư ở đây, ăn cơm rau dưa và bận rộn chăm sóc hắn trong ngoài. Không rõ nguyên nhân, mất đi niềm tin vào phụ nữ, hoàn toàn không có cảm giác an toàn mục vô ngân trên con đường làm yêu quái không còn đưa lệ thị về thậm chí mang phụ nữ từ bên ngoài trở lại chỉ để xem nàng có thể nhịn đến khi nào rồi rời đi ý nghĩ và hành vi này thật ngây thơ vô lý tìm đường chết nhưng khéo thay mục vô ngân lại gặp phải một người phụ nữ không oán không hối vì hắn mà trả giá và lệ thị chính là người như vậy vì vậy trong suốt nửa năm chịu đựng lệ thị trở nên già nua trở thành hình dáng mà Khương Đào Hoa và những người khác bây giờ nhìn thấy. Mục vô ngân không phải là người có tâm địa sắt đá, thấy nàng như vậy, trong lòng vẫn cảm động, thu các cơ thiếp vào viện tử, định cùng nàng sống tốt. Lệ thị cũng nhìn thấy ánh sáng bình minh lúc đó, cảm giác mình cuối cùng đã chờ đến lúc mây tan thấy được trăng sáng. Nhưng đúng lúc đó, Khương Đào Hoa lại xuất hiện. Ngồi trước gương nhìn mặt mình, lệ thị cười khổ, nàng chỉ mới 20 tuổi, dung nhan đã tiểu tụy như vậy, dựa vào gì mà cảm thấy còn có thể giữ được chồng mình trong lòng. Tưởng rằng còn có thể kéo dài thêm chút ít thời gian, nhưng... Đứng dậy ra cửa nhìn quanh, trong phòng mục vô ngân không có ai, lệ thị mím môi, đi ra ngoài vài bước, quả nhiên thấy hắn ở sân của Khương Đào Hoa. Người thấy khá hơn chưa? Mục vô ngân nhìn đào hoa hỏi. Đào hoa gật đầu, đa tạ thái tử ta không phải là thái tử gì cả mục vô ngân cười khẽ ngươi gọi ta là mục công tử đi đào hoa gật đầu khóe mắt liếc thấy lệ thị phía sau đang định gọi nàng lại nói chuyện thì thấy nàng quay người đi thẳng ơ ờ, tay dừng lại giữa không trung đào hoa nháy mắt mấy cái nhìn về phía mục vô ngân mục vô ngân cũng thấy lệ thị chỉ nhíu mày nghĩ rằng nàng vốn không thích đào hoa nhìn thấy lẩn tránh cũng là bình thường vì vậy không để tâm mục công tử hôm nay ngồi đây ta có chuyện muốn hỏi nhìn theo bóng lưng lệ thị đi xa đào hoa tò mò hỏi ngài thích lệnh phu nhân không hả mục vô ngân hơi sững sờ không nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy nếu mày suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói vợ chồng nhiều năm như vậy nói gì đến thích hay không đổi lại cách hỏi đào hoa ngồi thẳng người ngài có để ý đến tâm trạng của nàng không để ý tâm trạng của nàng mục vô ngân hỏi để ý nghĩa là thích không đào hoa gật đầu mục vô ngân nhíu mày quay đầu nói đó chính là thích rồi người hỏi cái này làm gì đào hoa reo lên như chim sẻ lập tức quay đầu về phía trong phòng nói ra người thua rồi thẩm tại giã lên tiếng đi ra nhìn mục vô ngân một cái sau đó đến bên cạnh đào hoa nói người đây là chơi sỏ nào có như vậy phán đoán người đã để ý tâm trạng thanh đài, chẳng lẽ là thích nàng? Đào hoa nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn mục vô ngân, thật ra thích hay không một người, chính mình không biết sao? Mục vô ngân sững sờ một lúc lâu, mới phát hiện hai người này đang dùng mình để đánh cược, lúc này có chút giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, ta thật không biết rõ, vì nàng đã ở bên cạnh ta quá lâu. Ở bên nhau đã lâu, tình cảm thật dễ dàng mơ hồ. Nói gì thì nói, biết hay không có quan trọng gì. Ngày tháng vẫn phải qua như vậy thôi. Nghĩ lại cũng đúng, đào hoa quay người đi rồi bắt đầu ăn vả, cược lại không nói phải là tình yêu nam nữ, vậy thế nào cũng phải tính ra thua. Được được, thẩm tại giã thở dài, ta nhường ngươi một bước, được chưa? Đại ngụy thẩm thừa tướng tại giã cũng có lúc nhường người một bước. Mục vô ngân nhìn thấy, thở dài, tình cảm thật có thể thay đổi một người sao? Vậy bây giờ lệ thị thay đổi nhiều như vậy, có phải cũng là vì thật sự yêu hắn? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.